sao nhập ngũ năm nay chán quá, chẳng muốn xem nữa. Buka thì bắt chước giống hệt Diệu Nhi, lại còn hay làm lố, cố tỏ ra hài hước, nhưng nhạt nhẽo vờ lờ. Các sao khác cũng nhí nhố không kém, thấy ngoài Độ Mishi ra, thì không thấy ai đáng xem cả. Độ Mishi cũng thấy xấu hổ, vì phải quay chung với mấy người này. Năm ngoái xem mũi trưởng Long thấy thích hơn, dù không nghiêm khắc và khó tính như anh đội trưởng năm nay, nhưng các nghệ sĩ rất nghe lời, nghiêm túc ra nghiêm túc, chơi ra chơi, năm nay, xem rõ chán. Sao nhập ngũ năm nay dở quá, kịch bản và những khách mời tham gia thể hiện không đúng mực, quá đà, lố lăng, hiệu ứng thì chèn vô tổ chức, cứ làm như khán giả xem, toàn con nít lớp 3 lớp 4 không bằng. Sau hai tập lên sóng truyền hình, sao nhập ngũ liên tục nhận những bình luận vô cùng gay gắt từ phía khán giả, ngoài Độ Mishi và Ca Gia Phương vẫn nhận được sự ủng hộ từ khán giả, thì 6 nghệ sĩ còn lại đều bị chê vì hời hợt và thiếu nghiêm túc. Nhiều sự so sánh giữa dàn sao cũ và sao mới liên tiếp được đưa ra, ví dụ như Puka làm lố, chứ không diễn tự nhiên như Diệu Nhi. Hòa Minzy cũng hồn nhiên ngây thơ, nhưng không thể nghiêm túc bằng Hậu Hoàng. Anh Trung đội trưởng khó tính, nhưng không nghiêm khắc như mũi trưởng Long, và còn rất nhiều những bình luận trái chiều nữa. Nhưng theo như kênh nghĩ, đây chỉ là những bình luận của một số ít, không thể đại diện cho toàn bộ khán giả được. Puka chỉ đang sống thật với chính mình, chứ không hề làm lố. Nếu như cô quá nghiêm túc, thì mới là giả tạo. Hòa Minzy cũng có nét đáng yêu riêng của mình. Cô nàng trước giờ vẫn là một hình tượng lầy lội, sao chỉ vào trong môi trường quân đội một ngày mà thay đổi ngay được. Việc so sánh nghệ sĩ mùa này với nghệ sĩ mùa trước là hành động của những khán giả quá khích. Mỗi năm, mỗi chương trình đều có sự độc đáo riêng và chắc chắn năm nay sẽ phải hoàn thiện hơn năm trước chứ. Hãy theo dõi đến khi chương trình kết thúc, rồi hãy đưa ra nhận xét, đừng phán xét khi chưa hiểu kỹ. Dù các bạn có nói thế nào đi chăng nữa, thì những nghệ sĩ và chương trình vẫn đang cố cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Về việc khán giả góp ý, khi chương trình lồng ghép âm thanh chưa phù hợp, cả đội ngũ biên tập đã xin lỗi và lắng nghe rồi. Chúng ta cùng chờ đợi sự bùng nổ của sao nhập ngũ ở những tập tiếp theo nhé. Còn bạn, bạn thấy sao về chương trình năm nay? Hãy cho chúng tôi lắng nghe ý kiến dưới phần bình luận. Nhớ bấm đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của kênh.